Thưa quý vị, sáng nay cùng với cử tri cả nước, hơn 883.000 cử tri Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, với tất cả cử tri, đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với sự phát triển thịnh vượng của quê hương đất nước. Gõ cửa ngày mới hôm nay sẽ giúp quý vị nắm rõ hơn về thời gian cũng như quy trình khi tham gia bỏ phiếu để cùng góp sức vào thành công chung của ngày hội lớn của toàn dân tộc. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 814 điểm bỏ phiếu. Đúng 6 giờ 30 phút sáng nay, các điểm bỏ phiếu đồng loạt khai mạc. Theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 6 bước gồm: Bước 1. Cử tri đến khu vực bỏ phiếu để tiến hành các bước bầu cử, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng dịch COVID-19. Cử tri xem danh sách cử tri, đọc kỹ nội dung phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử. Bước 2. Cử tri xem tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, danh sách chính thức, tiểu sử người ứng cử trước khi vào phòng bỏ phiếu. Bước 3. Cử tri vào phòng bỏ phiếu, thực hiện theo hướng dẫn của tổ bầu cử. Cử tri đến bàn phát phiếu, xuất trình thẻ cử tri để đối chiếu danh sách cử tri và nhận các phiếu bầu. Phiếu bầu có 4 loại. Phiếu bầu đại biểu Quốc hội màu xanh nước biển. Phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh màu hồng. Phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện màu vàng. Phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã màu trắng. Bước 4. Cử tri đến bàn viết phiếu bầu có vách ngăn để tiến hành lựa chọn đại biểu. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Không được khoanh tròn họ và tên người ứng cử. Không được đánh dấu trên phiếu bầu. Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu. Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu hoặc bỏ phiếu bầu trắng. Không được gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu. Trường hợp phát hiện phiếu hỏng hoặc cử tri gạch sai thì có quyền được đổi phiếu bầu khác. Bước 5. Sau khi gạch phiếu bầu xong, cử tri đến khu vực bố trí hòm phiếu và tự mình bỏ phiếu vào 4 hòm phiếu có màu mặt trùng với màu phiếu bầu cử. Bước 6. Sau khi bỏ phiếu xong, cử tri đến bàn đóng dấu để tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri. Đối với cử tri trong khu vực cách ly, khi tham gia bỏ phiếu phải sử dụng bút thước riêng và thải bỏ sau khi sử dụng. Cử tri tham gia bầu cử đi vào và ra theo một chiều. Thời gian bỏ phiếu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 23 tháng 5. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Sau đó, tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu theo từng loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý các loại phiếu bầu của các tổ bầu cử ở địa phương mình. Thời gian lưu trữ phiếu bầu ít nhất 5 năm. Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã đến rất gần. Chỉ còn tính bằng phút bằng giây nữa thôi thưa quý vị. Có thể khẳng định là việc lựa chọn những người tiêu biểu về đức về tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ của mỗi cử tri. Bằng lá phiếu của mình, người dân sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Thời điểm này, cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chắc chắn là đang tràn đầy niềm tin phấn khởi, náo nức chuẩn bị đi bầu cử. Có mặt tại các điểm bỏ phiếu, phóng viên thời sự đã ghi nhận không khí, tình cảm đó để chuyển đến quý vị. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Chút xíu đây thì tôi sẽ vào bỏ phiếu bầu cử. Thì đây là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền công dân của mình. Đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp và xem vào đó là niềm vinh dự, tự hào. Và đặt đầy trách nhiệm và lá phiếu của mình thì chọn ra những người cán bộ công tâm nhất, liêm chính nhất để dẫn dắt nước nhà hoặc tỉnh nhà, huyện nhà. Chúng tôi được đơn vị bố trí sắp xếp bỏ phiếu sớm, quay về đơn vị để thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện kế hoạch là bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường mà có các điểm bầu cử ở trên đường ba tuyến đường là quốc lộ 51,
quốc lộ 56, quốc lộ 55. Tôi phải chạy tranh thủ về sớm, sắp xếp chuyện nhà, lo cho bà già con cháu đầy đủ, dùng cái chuyện vận động mà đầu mình đi bỏ, mình bỏ sớm cho tốt. Có mình là đảng viên nữa, mình đi trước, đặng cho nhân dân người ta theo đó người ta đi. Tôi là người đến sớm nhất luôn á, đúng ra là tôi đã đi biển rồi, nhưng mà vì quyền lợi của tôi chọn những người nào có tài, có đức để phục vụ cho đảng, cho xã hội. Tôi mong Bà Rịa Vũng Tàu tương lai sẽ phát triển nhiều hơn nữa. Trong cái thời khắc này, tôi xem các cái tiểu sự của những cái đại biểu ứng cử viên 4 cấp trong nhiệm kỳ này, nhiệm kỳ 21 và 2026. Thì tôi đã chọn lựa rất kỹ càng, chọn lựa những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân. Phía trong tay thì đi bầu, mình nó đi bầu, nhưng mong muốn cái đại biểu là được đắc cử á, mong muốn làm sao mà có giúp đỡ cho bà con dân tộc những cái gì mà hơi khó khăn, hay là nhà ở hay là đường xá, giúp cho bà con dân tộc, mong muốn như vậy. Sau khi nghe tâm tư nguyện vọng của các cử tri do phóng viên thời sự ghi nhận được tại các điểm bỏ phiếu, Nhật Vinh cảm thấy thế nào? Nhật Vinh tin chắc là không chỉ có Nhật Vinh và chị Mỹ Quyên, cũng như là quý vị đang theo dõi kênh truyền hình BRT cũng đang rất là nôn nao chuẩn bị cầm thẻ cử tri để đi bầu, phải không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng là khi đến địa điểm bỏ phiếu thì quý vị hãy dành một chút thời gian để đọc một lần nữa là danh sách tiểu sử của các ứng cử viên, qua đó cân nhắc lựa chọn những người ưu tú nhất và hãy nhớ chấp hành các quy tắc phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm bỏ phiếu, như là phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, giãn cách quý vị nhé.